Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 87 ngày 29 Chúa chỉ cho biết tội. Kinh Thánh Matthew đoạn 26 câu 20 đến câu 25. Câu ghi nhớ Matthew đoạn 26 câu 25. Giuđa là kẻ phản ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 26 câu 20 đến câu 25. Matthew 26, Kinh Thánh Tân Ước trang 29, câu 20 đến câu 25. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu số 25. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Giuđa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Trong phần tìm hiểu, trong phần Kinh Thánh này có những nhân vật nào em hãy đánh dấu vào ô đúng? Có Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu không các em? À, có Chúa Giêsu. Có 12 sứ đồ, có không? À, có Chúa Giêsu với 12 sứ đồ. Có Giuđa, Giuđa này là Giuđa Iscariot, là người phản Chúa đây, có không? Có. Các môn đồ, có các môn đồ không? À, không, chỉ có 12 sứ đồ thôi. Có các thầy thông giáo không các em? Không. Có những người Pharisee không? Không. À, trong đây chỉ có Chúa Giêsu với 12 sứ đồ thôi. Trong 12 sứ đồ đó có Giuđa Iscariot. Câu 21, Chúa Giêsu cho các môn đồ biết điều gì? Câu 21. Câu 21. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi rằng, có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Chúa nói rằng có một người trong 12 sứ đồ sẽ phản Chúa. Phản Chúa, phản ở đây là phản bội á. Rồi, Chúa trả lời ông Giuđa ra sao khi ông hỏi có phải là kẻ phản bội không? Chúa nói như thế nào các em ở trong câu ghi nhớ đây? Chúa phán: Thật như ngươi đã nói. Chúa phán rằng: Thật như ngươi đã nói. Thật như ngươi đã nói. Chúa khẳng định với ông Giuđa rằng đúng là ông Giuđa sẽ phản Chúa. Trong bữa ăn lễ vừa qua giữa Chúa Giêsu với các môn đồ, là các sứ đồ đó nha, Chúa bảo trước sẽ có một người phản Ngài. Người đó chính là ông Giuđa, ông Giuđa Iscariot. Nhận biết, khi biết mình phạm tội, phản bội, phải ăn năn ngay, nếu không sẽ tiếp tục phạm tội. Khi mình phạm tội là giống như mình phản bội lại Chúa đó, chống lại Chúa.
Ở đây có hình ảnh của một bạn thiếu nhi quỳ gối cầu nguyện với Chúa Giêsu. Thực hành: xin Chúa chỉ cho em biết tội của mình và xin Chúa giúp em mau chóng thật lòng ăn năn. Khi mà mình biết cái điều gì mình làm là tội đó thì mình phải ăn năn với Chúa, xin Chúa tha tội cho mình. Lạy Chúa, xin tha thứ tội. Ở đây một lần nữa chúng ta ghi ra cái tội gì mà mình làm á: tội nói dối, tội ăn cắp, tội đánh nhau, tội không vâng lời gì đó. Xin Chúa, Lạy Chúa, xin tha thứ tội. Xin Chúa giúp con biết ăn năn khi được Chúa nhắc nhở chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin tha thứ tội, kể ra những cái tội. Xin Chúa giúp con biết ăn năn khi được Chúa nhắc nhở. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, và xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn khi chúng ta được Chúa nhắc nhở. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.